Xin chào anh em đã quay trở lại với Tám Bóng TV. Hãy cùng chúng mình đến ngay với màn đối đầu giữa AS Roma và Sampdoria trong khuôn khổ vòng 28 của Serie A. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ chủ nhật ngày 2 tháng 4 trên sân vận động Olimpico của đội chủ nhà. Roma đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 47 điểm và chỉ kém đội top 1 và chỉ kém đội top 4 Milan 1 điểm. Ở 5 trận đấu gần nhất, họ đã có 2 chiến thắng và 3 thất bại. Nhìn rộng ra hơn, sau 26 lần ra sân tại Serie A mùa này, đội chủ sân Olimpico mới chỉ có 35 lần làm lưới của đối phương rung lên. Lý do giúp đội bóng này nằm trong top 5 đội mạnh nhất là hàng thủ vững chắc khi mới chỉ để thua có 26 bàn. Paulo Dybala vẫn đang chứng minh mình là đầu tàu của đội bóng thành Rome với 9 bàn thắng và 6 kiến tạo. Người ghi bàn nhiều thứ hai của đội bóng này là Tammy Abraham với 6 bàn thắng và 3 kiến tạo. Ngoài ra, khán giả hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào Lorenzo Pellegrini, người luôn sẵn sàng châm ngòi cho các tiền đạo phía trên khi đã có tới 5 đường chuyền thành bàn tại mùa giải năm nay. Sampdoria vẫn chưa thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng khi vẫn đang xếp ở vị trí áp chót bảng xếp hạng Serie A 2022-2023 và kém khu vực an toàn 9 điểm. Hàng công yếu kém nhất giải đấu mới chỉ ghi vỏn vẹn 16 bàn trên 27 trận, khiến cho đội bóng này chưa thể cải thiện được điểm số của mình. Blue Sociati đang có phong độ tệ hại hơn bao giờ hết khi đã để thua 3, hòa 1 và chỉ giành được 1 chiến thắng trong 5 trận đấu gần nhất. Trải qua 27 trận đấu ở mùa giải năm nay, đoàn quân của huấn luyện viên Dejan Stankovic mới chỉ có 3 lần giành chiến thắng, có được 6 trận hòa và đã nhận tới 18 lần thất bại. Nếu muốn có điểm ở vòng đấu này, người hâm mộ của đội bóng chỉ có thể trông chờ vào màn tỏa sáng cá nhân của Manola Gabbiadini. Người hâm mộ của đội bóng này chỉ có thể trông chờ vào màn tỏa sáng cá nhân của Manolo Gabbiadini. Người đã có 6 lần nổ súng tại mùa giải năm nay. Tỷ lệ nhà cái đưa ra là Roma trừ 1.25. Chúng mình khuyên anh em hãy tự tin đặt tiền vào thầy trò huấn luyện viên Mourinho với lực lượng nhân sự và thành tích đối đầu nhỉnh hơn. Nhà cái đưa ra tỷ lệ là 2.25. Khán giả hoàn toàn có thể mong chờ một cơn mưa bàn thắng khi Dybala và các đồng đội chỉ phải đối đầu với một trong những hàng thủ tệ nhất giải đấu. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tám Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.